con đến lớp. Cha dạy cho con tiên là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu những lần con ôm con đau, thương mẹ thương con nhân nghĩa là lẽ sống đời cha. Dân thái dương rọi cho con bước đường tương lai. Cha là ngọn núi cao che bao vùng sương gió đời con. Cha người thầy dắt con dạy cho con tấm lòng nhân. Là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi lưng cha còng mắt kém tay run. Cha còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ ấu qua mau. Công mẹ ơn cha năm tháng dài nuôi nâng đời con. Thank you.
tiếng Chúa gọi từ trời cao. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh được thiên đàng dù phận hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng mong tay mòn, nhưng con tin với lương hai hà, Chúa tự nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Làm con không níu lại được bước chân cha, đôi tay con hụt hẫng chơi vơi khi bóng hồn cha dần xa. Cha mang theo tất cả bầu trời với trong con ý nghĩa cuộc đời. Con nguyện xin Chúa thứ tha bao trọt phạm của đời cha. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh được thiên đàng dù phận hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng mong tay mòn, nhưng con tin với lương hai hà, Chúa tự nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Chúa dân oan chiến với nhau dài.
Thank you.
tiếp theo là quan niệm. Tiếp theo gia đình Bắc Tiến và các con cháu. Em có thăng chưa? Tiếp theo gia đình nhà Bắc Hiển và các con cháu. Đây chị ơi, của hai nhà em. Tiếp theo cô chú Khanh và các cháu. Bây giờ đến nghi thức làm phép áo quan và phân biệt. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Công giáo số 998, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Trong những cách thức nhằm bày tỏ, một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng trung kính đối với những người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu xin, cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, mà ban cho ông cố Phanxicô được yên giấc ngàn thu. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu của chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình. Vì khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân giác tôi tới Chúa là ông cô Phanxicô được yên nghỉ trong đó, cho ngày Chúa cho trông lại về và về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin mời các vị chuyên môn vào phân biệt cho cô.
thưa gia đình cao quý, kính thưa bà con thân thuộc, lối xóm và thân nhân bệnh nhân, công cố Phan Thị Cô đã được nghi thức hóa tang thông thường và hiện giờ ông đang nằm trước bàn thờ Chúa. Bây giờ chúng ta tiếp tục cung hiến, làm sao như vậy là đúng 3 giờ tại nhà thờ các cha dân thánh lễ đồng tế cầu cho ông cố. Trước 3 giờ xin mời tang quyết và thân nhân của công đoàn công giáo xứ về nhà thờ để dự thánh lễ cầu cho ông cố. Bây giờ xin nhường cho ban điều hành và bắt đầu cung hiến chương trình. Kính mời ông Chánh đại diện của bà cố cũng như gia đình tham kiến con cháu có lời cảm tạ cha cố như sẽ chánh xứ quý chức của các công đoàn hiện diện. Xin kính mời Chánh. Trọng kính cha cố chánh xứ giáo xứ là thầy, kính thưa thầy xứ, quý vị, quý chức tân kỳ, tộc nội, tộc ngoại, bà con công giáo khu, giáo xứ và các đoàn thể cùng quý khách gần xa. Ông cố Francisco Xavier Nguyễn Viết Xuân là người thân của tăng quyến chúng con. Trong thời gian rất gần, ông bị lâm bệnh trầm trọng. Trước hết gia đình chúng con cùng với ông cố đã nhận được tình thương của cha chánh xứ, thầy xứ, quý vị và mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ và quý khách. Rồi nữa là được sự quan tâm, giúp đỡ, điều trị của các y bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định rất nhiệt tình cứu chữa. Sau vì căn bệnh của ông cố rất hiểm nghèo, ông cố đã không qua được và được an nghỉ trong Chúa. Sự ra đi của ông cố là một tổn thất vô cùng đau đớn, vô cùng thương tiếc đến với tàn quyến chúng con. Sau vì tình thương cha cố chánh xứ và mọi thành phần trong giáo xứ đã đến thăm hỏi, ân cần giúp đỡ, nhiệt tình. Đặc biệt trong giờ này, gia xứ và mọi thành phần dân Chúa đến tăng quyến chúng con để làm nghi thức, làm phép sát, nhập quan, thống kiến cầu nguyện cho ông cố Francisco. Trong tâm tình cảm tạ, con xin được đại diện cho bà cố, cho các anh em con cháu chúng con trong tăng quyến xin tri ân cha cố. Xin cảm ơn mọi thành phần dân Chúa và quý khách đang hiện diện trong tăng trường đã về đây để tham dự các nghi thức trên. Tăng quyến chúng con xin hết lòng cảm ơn nhân ngày ông cố ra đi về với Chúa. Con xin được chuyển lời của cha bác Francisco Nguyễn Viết Linh và các anh chị em tại miền Nam cũng như Hoa Kỳ và các nước khác. Kính dâng lên cha xứ lời cảm tạ lòng biết ơn sâu xa nhất. Xin gửi đến thầy xứ, quý vị, quý chức và mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Lạc Thành, cách riêng, tập nội, tập ngoại và hết mọi người đã hết lòng giúp đỡ ông cố Francisco và tăng quyến chúng con. Một lần nữa, con xin đại diện cho tăng quyến xin cúi đầu cảm tạ cha và cảm ơn tất cả. Thank you.
trong họ lên vang lên trong tin lời. Mang dòng chữ tộc lợi kính viếng kính thưa tam quyến cùng gia đình. Ông cố Francisco là người thân trong họ đã ra đi. Họ nhận được tin báo buồn của con cháu và bà quả phụ. Giờ đây tôi xin đại diện cho họ gửi tới bà cố cùng con cháu và gia tăng lời chia buồn thân yêu nhất. Xin Chúa đón nhận linh hồn Francisco là tôi tớ Chúa. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Francisco về hưởng ánh tôn ngàn Chúa để thực hiện được ý nguyện đó. Tôi xin đại diện cho họ xin kính mời tất cả các quý vị trong tăng trường cùng hợp với họ chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Francisco Nguyễn Viết Xuân. Xin kính mời vị đại diện cho họ xuống kinh cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa Thánh Thần người thương thăm yêu hồn con, ban xuống cho con hằng ân tràn chứa. Tín hữu Cô Liên Tô, thưa anh em, đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này, không phải hết thảy chúng ta sẽ chết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên và những kẻ chết sẽ trỗi dần mà không còn hư nát. Còn chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân hư nát này phải trở nên bất diệt, và cái thân sẽ phải chết này phải trở nên bất tử, thì sẽ ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây: thần tử đã bị chôn vùi, bây giờ chiến thắng. Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là lọc độc của ngươi? Tử thần có lọc độc là vì tội, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có lề luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh chị em thân mến, anh chị em hãy kiên quyết, đừng hao lúng, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng nhờ kết hợp với Chúa, sự gió nhọc của ông Francisco sẽ không trở nên vô ích. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
để tưởng nhớ đến người thân quá cố, chúng ta hãy dành một phút để tưởng niệm người thân. Chúng ta phút tưởng niệm bắt đầu. Đoàn đại biểu đang tề tựu trước bàn thờ Thiên Chúa và Thi Hài ông cố Phanxicô là đoàn đại biểu tộc ngoại nhận được tin báo buồn của gia đình ông cố Phanxicô được Chúa gọi về. Giờ này đoàn đã tề tựu trước phòng tang để làm chương trình lễ viếng và cầu nguyện. Xin kính mời vị đại diện cho đoàn lên duy trì chương trình cúng dường và cầu nguyện. Xin kính mời. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa tộc nội và gia đình tang quyến, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các lớp, các họ lân bàn xóm đội cùng toàn thể các quý khách gần xa kính mến, thưa linh hồn ông cố Phanxicô, đoàn chúng tôi đang đứng trước bàn thờ Thiên Chúa và Thi Hài cố là tộc ngoại. Đoàn chúng tôi nhận được bà cố cũng như con các cháu báo tin cố nghe tiếng Chúa gọi, cố đã ra đi. Đoàn chúng tôi về đây thành tâm phân ưu chia sẻ sự mất mát to lớn và nỗi buồn vô hạn cùng toàn thể gia đình tang quyến, tộc nội nói chung và nói riêng, tới cố cùng toàn thể các con các cháu. Đây là một sự mất mát vô cùng lớn lao đến với gia đình chúng ta. Đứng trước mầu nhiệm sự chết, không ai là không đau buồn và bàng hoàng sợ hãi. Nhưng trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta lại an ủi và trang chứa hy vọng, vì chúng ta biết rằng chết chỉ là thay đổi chứ không mất đi. Vì khi nơi nương náu ở trần gian này bị phá hủy, thì chúng ta lại có nơi cư ngụ vĩnh cửu trên quê trời. Bởi vậy, tuy có đau buồn về sự chia ly, nhưng chúng ta lại hy vọng chắc chắn sẽ có cuộc hội ngộ với người thân trong nhà trang muôn thuở. Giờ đây, đoàn chúng tôi đang đứng trước bàn thờ Thiên Chúa và Thi Hài cố. Đoàn chúng tôi có tấm lễ quần hương và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cố Phanxicô. Xin Thiên Chúa toàn năng hãy rộng lượng tha thứ và thứ tha mọi lỗi lầm khi cố còn sinh thời. Trước khi đoàn chúng tôi vào dâng lời cầu nguyện cho cố, tôi xin kính mời hội kèn đồng giúp đoàn chúng tôi thần nhạc lễ. Xin kính mời. Một vị đại biểu đại diện cho đoàn dâng tấn lễ trước bàn thờ Thiên Chúa và Thi Hài cố, xin kính mời. Tôi xin kính mời một vị đại diện cho đoàn dân tuần hương trước bàn thờ Thiên Chúa và Thi Hài cố kính hướng tuần hương được bắt đầu. Thờ Thiên Chúa và Thi Hài cố, xin kính mời. Bức chướng mang dòng chữ tộc Nguyễn Viết Tộc đồng kính. Tôi đã tôi đang nhờ
Kính thưa các quý vị đại biểu thân quý khách xa gần, đoàn đại biểu đang thể hiện trước phòng tang là đoàn đại biểu gia đình thông gia ông bà họ cùng các con các cháu quan hệ với ông bà Xuân cũng như anh chị Phương Hiền là người con gái con rể của trong họ. Nhận được tin báo buồn của gia đình, ông cố Francisco được Chúa gọi về. Giờ đây đoàn đã tề tiệu trước phòng tang để làm chương trình lễ viếng. Trước hết cho các đoàn được gửi tới lời hoài động gia đình đã quyến, lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất của đoàn để đi vào chương trình lễ viếng. Tôi xin kính mời vị đại diện cho đoàn lên dâng tấm lễ trước bàn thờ Thiên Chúa và thi hài ông Francisco, xin được kính mời. Xin kính mời vị đại diện cho đoàn lên dâng trầm, xin được kính mời. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình ngài cho tiếng thank you.
Minh Trà rất thân mến, kính thưa các đồng chí nam nữ, các bà thầy trên, các quý giả, kính thưa gia đình Tam Quyến cũng được toàn đoàn, ông Thố, Phan Thị Cô, Nguyễn Minh Quân, gia đình rất là đột ngột trong một cơn đột quỵ. Hôm nay được các quý cha, các bề trên các dòng, rồi các quý thầy, toàn thể cộng đoàn ở phía Tam Quyến hôm nay để nhân thánh lễ cầu nguyện cho ông Cố. Đây là phần thưởng riêng của giáo phận dành cho ông Cố, vì có người con đã hiến thân dâng mình cho Chúa. Linh dự đầu tiên là công của Đức Cha, các Đức Cha ban cho một ông Cố và vừa nói thì còn không thể rất nhiều gọi là cũng nhai nhiều và thành đây là đầu tiên và cũng là một vị quý cha đã thương ban đầu trong Cố là một cái động viên tôi đã chứng cho các gia đình cho những người con đi dân mình cho Chúa để phục vụ Chúa giáo hội và giáo phận. Tôi biết chúng con xin cảm ơn các quý cha và xin giờ đây mời cầu đoàn chúng ta hiệp thương thanh lễ này để cầu nguyện cho ông Cố Phan Thị Cô được nhờ làm về đi Chúa và cho ông Cố được về được nhận thánh Chúa khi nước trời. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối mọi tội lỗi để xin đáng tham dự và thanh tôi vô nhân cầu nguyện cho toàn năng và cùng anh chị em tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng lời nói việc làm và những điều thiếu sót người phải tôi nói rằng vì vậy tôi xin được linh hồn người công chính ở trong tay Chúa và chẳng
được về nhà đâu tới được nữa. Bọn ngu si cơ đỏ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ đã gặp nhiều điều vô phúc. Lúc họ xa đời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt. Nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu phép rửa, sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Người đã tinh luyện họ, như người ta bị bằng trong lòng lửa và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Những ai trông cậy vào người sẽ an tưởng sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương, và họ cho gần người vì người ban ơn phúc và thương xót những ai người tuyển chọn. Đó là lời Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy thắp lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về. Để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắp lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để chúc tụng cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa và cầu nguyện cho ông cố Francisco Xavier Nguyễn Viết Xuân, người mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về trước chúng ta. Có một đoạn tin mừng Chúa Giêsu đã nói về 10 người trinh nữ đi đón chàng rể. Trong đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn không mang dầu theo. 5 cô khôn ngoan mang đèn mang dầu theo. Nhưng sự chờ đợi quá mỏi mệt vì chàng rể đến chậm, nên các cô đã thiếp ngủ đi. Nhưng nửa đêm có tiếng hô to: kìa, chàng rể đến. Những cô khờ dại hoảng hốt thức dậy và thấy đèn mình đã tắt. Lúc này các cô mới năn nỉ với van xin các chị đèn còn sáng cháy: xin các chị cho chúng em vay một chút dầu. Giờ đây tất cả đều bị từ chối. Các chị đi ra hàng mà mua thì hơn, kẻo lỡ chúng em cũng không đủ. Trong lúc họ ra đi để tìm dầu mà thắp sáng những ngọn đèn họ đã chuẩn bị từ trước, thì chính chàng rể lúc đó xuất hiện, và những cô khôn ngoan chờ trực sẵn đó với đèn thắp sáng trong tay đã cùng với chàng rể vào tiệc cưới. Sau đó các cô khờ dại cũng đã tìm được dầu và cũng đã thắp được đèn. Thế nhưng khi gõ cửa thì đều bị từ chối. Ta không biết các ngươi là ai. Như chính Đức Giêsu Kitô khi Ngài đi rao giảng, Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta: anh em hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì chính lúc anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Sự chuẩn bị đó như thế nào tùy thuộc nơi mỗi người của chúng ta với một lòng yêu mến chân thành. Chúng ta đã đọc trong tin mừng về biến cố nhà phú hộ và Na-za-rô nghèo khó. Nhà phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình lụa là gấm vóc, còn Na-za-rô mình đầy ghẻ chốc nằm ăn xin ở cổng ông nhà giàu.
đến đồ, những con chó đến miếng ghẻ chất nơi mình Nazaro. Nazaro chết, được các thiên thần đưa lên lòng Abraham, còn ông nhà giàu cũng chết, người ta đưa đi chôn. Ở dưới âm phủ, ông ngước mắt lên thấy Lazaro đang trong lòng Abraham. Lúc này ông nhà giàu mới van xin thống thiết: xin ngài sai Lazaro nhúng ngón tay mà nhỏ xuống lưỡi tôi một giọt, vì tôi đã ở đây rát rúa lắm. Hỡi con, suốt đời con toàn được sự may lành, còn Lazaro suốt đời chịu toàn sự khốn khó. Giữa chúng ta và con đây, ở bên này không thể sang bên kia được, và ở bên kia không thể đến bên này được. Tiếp tục, ông nhà giàu van xin: vậy xin ngài sai Lazaro về nhà cha con, vì cha con còn 5 người anh em nữa, để cảnh báo cho chúng khỏi rơi vào tình trạng như con. Chúng đã có các ngôn sứ và tiên tri, chúng hãy nghe họ. Ông nhà giàu đáp lại: không, nhưng nếu người chết mà hiện về thì chúng sẽ nghe. Abraham nói: chúng đã không nghe các ngôn sứ và các tiên tri, thì cho dù người chết có hiện về, chúng cũng không thay đổi. Vậy thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rất nhiều dụ ngôn mà Chúa Giêsu trích dẫn. Chúa Giêsu đã giảng dạy mà mời gọi mỗi người chúng ta. Vậy để mỗi chúng ta hôm nay, khi chúng ta sống, chúng ta lắng nghe lời Chúa, sự chuẩn bị của chúng ta như thế nào? Nếu kênh 2 hoặc kênh 3 mà chủ trở về mà thấy đầy tớ đang tỉnh thức như vậy thì phúc cho đầy tớ ấy. Nhưng cũng có đoạn tin mừng chúng ta đã nghe: khi chủ trở về bất thình lình mà đầy tớ đang đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa, thì lúc ấy khốn cho đầy tớ đó. Người tỉnh thức và sẵn sàng như chính lời Đức Giêsu Kitô, ngài đã mời gọi và khẳng định nơi mỗi chúng ta. Tôi nhắc lại một lần nữa, Đức Giêsu đã nói: anh em hãy tỉnh thức và sẵn sàng, thì chính lúc anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Sự tỉnh thức mà chúng ta chiêm ngắm nơi chính Đức Mẹ Maria. Sau khi nguyên tổ đã sa ngã phạm tội, con người đang sống trong lầm than bất vượng và đang phải sống trong sự chết cùng với những đau khổ. Nhưng Thiên Chúa đã hứa sẽ sai con của ngài đến để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria như bao người phụ nữ khác, nhưng khác với bao người phụ nữ khác là sự tỉnh thức chờ đợi hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa sau khi nguyên tổ đã sa ngã phạm tội. Mẹ tỉnh thức, mẹ sẵn sàng, mẹ chờ đợi trong hân hoan, hy vọng và tin tưởng. Thì chính lúc khi mẹ đang chờ đợi trong hân hoan,
trong tin tưởng và tín thác đó, thì sứ thần Gabriel được chính Thiên Chúa sai đến và nói với mẹ, chào chúc mẹ là người đầy ân sủng có Chúa ở cùng. Mẹ lấy làm ngỡ ngàng vì mẹ chỉ là một con người, cho nên mẹ đã đặt lại câu hỏi với sứ thần, lời chào đó có ý nghĩa gì? Và sứ thần đáp, đừng sợ vì đã hợp nghĩa với Chúa. Sự tỉnh thức của mẹ Maria đã cho chúng ta thấy một mẫu gương người sáng. Và chính vì đó, không những thế mà mẹ lại còn được Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel mà nói với mẹ, mẹ sẽ thụ thai sinh con Thiên Chúa là người. Mẹ lại càng lấy làm ngỡ ngàng, nhưng mẹ tỉnh thức, mẹ xin sự hướng dẫn từ con người mà chính Thiên Chúa sai đến. Việc đó sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Và sứ thần đã nói, Thánh Thần Thiên Chúa sẽ bao trùm trên trinh nữ, và đứng trinh nữ sinh ra sẽ là đứng thánh. Điều mẹ lại được sứ thần rớt vắng và chỉ dẫn mẹ ra hành động trong sự tỉnh thức với con người tràn đầy sân sùng, bình an và có Chúa ở cùng. Kìa, Elizabeth, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, mà nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là xôn xẻ vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Vì mẹ sống tỉnh thức, mẹ tin tưởng, tín thác hoàn toàn và tình thương quyền năng của Thiên Chúa, cho nên giờ đây mẹ mau mắn đáp lại lời xin vâng của con người đầy khiêm tốn: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Trong những ngày ấy, mẹ vội vã ra đi, đến thành vào nhà ông Zacharia và gặp bà Elizabeth. Mẹ bước vào cất lời chào thì bừng lên một niềm vui hạnh phúc tràn đầy trong ân sủng bình an của Thiên Chúa. Con người tỉnh thức đó chính là mẹ Maria, cùng chung lời cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Vậy thưa cộng đoàn, qua lời Chúa hôm nay, với biến cố Chúa gọi ông cố Francisco Xavier ra khỏi cuộc đời trước chúng ta, lời mời gọi của Chúa tới mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng luôn vang vọng từng giây phút của cuộc đời chúng ta, để khi mỗi người chúng ta thực sự sống khi đến trước quyền năng của Thiên Chúa, với con người được tỉnh thức như mẹ Maria, với con người được chính Chúa mời gọi là đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi, còn tùy thuộc vào sự tỉnh thức của mỗi người chúng ta hôm nay. Nhưng để chúng ta sống tỉnh thức thì chúng ta phải cậy dựa vào tình thương quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa tha thứ những thiếu sót của mỗi chúng ta và cách riêng ông cố Francisco, dù chúng ta đã sống hết mình, đã bằng mọi cách để sống tỉnh thức, nhưng bởi thế gian, bởi xác thịt, bởi ma quỷ mà đôi lần chúng ta còn sao lãng. Đôi lần ngọn đèn của chúng ta, ngọn đèn đức tin, đức cậy, đức ái,
đôi khi đã bị tắc úng vì sự lơ đễnh mà chúng ta không sống tỉnh thức. Vậy giờ đây, qua lời Chúa trong thánh lễ này, trước tiên chúng ta đấng ngực ăn năn, rồi sau đó chúng ta cùng với công chúa Phanxicô tha thiết với lòng nhân từ xin Chúa thứ tha và sớm thượng công nước trời cho công chúa Phanxicô Xavier. Hai chúng ta sẽ không biết bao giờ tin rằng vào lời Chúa hứa chúng ta vẫn còn dâng lên quá lời nguyện xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh luôn yêu mến và đón nhận bí tích thánh thể, nhờ đó mà được sự sống đời đời Chúa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Thank you.
Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để hiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Thoma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa lão cố Francisco mà chúng tôi gọi các gọi lần này về với Chúa. Xin ban cho linh hồn này đã chết như con Chúa để cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong đời khi còn sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng giúp của chúng con đã đi đền trong tình thương của Chúa. Xin nhớ hết thảy đều vào một ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con và chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời của Chúa Đức Tin Nữ Maria mẹ Thiên Chúa. Thánh Giuse và các anh Đức Tin Nữ, các anh trong đồ và hoan hề để có thể sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính là người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cứu thế và trao thế giúp người đầy chúng ta đang nguyện đàng. Xin thương xót
Quý vị trên và quý vị các chồng tu cùng đoàn thể trong toàn
lời cảm ơn trân trọng nhất. Xin quý cha và toàn thể tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn ông cố Francisco một lần nữa. Toàn thể can quyến chúng con xin cầu thành tài. Giờ thăm viếng rất long trọng và sốt sắng.